cũng rất xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh đơn từ con sóng và như thường lệ thì uh, bản tin cuối tuần của ngày thứ sáu của chúng ta uh, vẫn sẽ có ba nội dung chính uh, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích một số các danh mục các mã cổ phiếu tương đối là quen thuộc đúng không anh chị từ uh, uh, nhóm thép nhóm vật liệu đầu tư công nhóm đầu tư công rồi uh, nhóm dầu khí, nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán và sau đó có thời gian thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích một số các cái nhóm ngành phụ ví dụ nhóm ngành cao su, dệt may, mía đường. Ở uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần video số 166 ở trong tuần vừa qua để chúng ta đánh giá xem trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta bộ ba tham nội chung của thị trường đã vận động như thế nào uh, trong cái sự phân tích định lượng của chúng ta và phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài cái view một vài cái dự báo về xu hướng thị trường ở trong tuần giao dịch mới như vậy thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba cái nội dung chính như vậy ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất các anh chị và phần cuối thời gian thì chúng ta sẽ dành để chúng ta nói về thị trường kỹ hơn còn phần đầu tiên thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta view lại các danh mục các mã cổ phiếu tuần Phần thứ nhất cổ phiếu công nghệ thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu FPT thì Nhung đã có phân tích định hướng ở trong thời gian vừa qua trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu FPT mà vượt lại được vùng 82 trong tuần giao dịch 165 thì cổ phiếu này đã vượt đã thoát vùng một vùng 82 ở đây nhưng nó không giữ được và sau đó thì nó bắt đầu chỉnh cung. Và trong tuần này thì cái xu hướng là cổ phiếu đã bị mất vùng 79.5, 79, đây là một hỗ trợ tương đối quan trọng của cổ phiếu FPT. Cây nến ngày hôm nay là một cái nến khá là xấu và chúng ta nhìn thấy là đường tín hiệu đường MACD uh, bắt đầu uh, vẫn đang là diện bắt đầu từ cái đây từ cái thời điểm khoảng từ ngày uh, từ ngày mùng 2 tháng 2 uh, cho đến thời điểm hiện tại thì tín hiệu đường MACD vẫn là dịa, vẫn là một cái tín hiệu đường đỏ và chính vì một cái tín hiệu đường đỏ như vậy á thì cái xu hướng chủ đạo của cổ phiếu nó sẽ đi ngang tích lũy hoặc là thiên về kịch bản giảm điểm còn khi mà tín hiệu đường MACD mà nó xanh thì như vậy là cái thiên hướng của cổ phiếu nó sẽ nằm ở trong một cái kịch bản tích cực đó là ở thiên hướng tăng điểm và chỉnh cung và có thể là đi ngang, đi ngang sideways hoặc là tăng điểm. Còn trong trường hợp nếu đường MACD mà đỏ thì nó sẽ đi ngang hoặc là giảm điểm thì đấy là hai cái xu hướng trái ngược nhau mà các anh chị lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư cổ phiếu. À, với xu hướng hiện tại thì khả năng tuần tới FPT sẽ ngắm lại vùng 78 và thậm chí vùng sâu hơn thì chúng ta phải tính toán đến vùng 75 76 76.5. CMG trong tuần vừa qua thì nhìn chung không có nhiều tố đột biến, à, cơ bản vẫn là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng 39 và vùng kháng cự ngắn ở đây khoảng vùng quanh 43 đến 44 các anh chị lưu ý. Ở à, nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành Viettel, chúng ta có mã cổ phiếu VGI, hiện tại thì đối với VGI nó đang một cái quá trình đi ngang tích lũy và trong nhịp mà trong hai nhịp phân tích gần đây thì chúng ta đã đạt được cái target cao nhất đó là khoảng quanh vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 24. Ở tuần vừa qua nhìn chung thì nó tiếp tục bám biên 20 tức là nó đi trong biên 20 cộng trừ khoảng 0.3 0.4 gì đó. Tức là gì? Tức là chúng ta có biên kỹ thuật 19.5 đến 20 và đến 20.5 đó là vùng tích lũy của VGI. <laughs> Uh, CTR trong tuần thì cũng không có nhiều uh, đột biến Tất nhiên nó vẫn đang giữ được cái vùng 55 Tạm thời như vậy là vẫn đang tương đối là ổn đối với mã cổ phiếu này uh, Ngắn hạn tuần tới thì khả năng uh, cái xu hướng chủ đạo Thì nó lại tiếp tục quay về kiểm tra vùng 55 Trong trường hợp nếu như nó bị mất vùng 55 Và nó không xác nhận, uh, có một cái cây nến xác nhận được Sau đó nó không mất, uh, nó không lấy lại được cái vùng 55 Thì các anh chị lưu ý đó là cái tín hiệu mà chúng ta nên bán uh, một phần Hoặc là bán hết thì tùy cái cách quản trị rủi ro và tín hiệu đường mát như chúng ta có chia sẻ phân tích ở đây thì đến từ ngày thời điểm là từ ngày từ ngày mùng 2 từ mùng ngày mùng 9 tháng 2 thì tín hiệu đường macd CD bắt đầu có dấu hiệu suy yếu chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ sideways hoặc là chỉnh giảm thì đấy là cái xu hướng chủ đạo của CTR ở trong thời điểm hiện tại. ở à, chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành thứ ba đó là nhóm ngành thép thì đối với thép hiện tại là chúng ta thấy rằng là giá thép thế giới đang tăng à, đang tăng khá là tích cực và khả năng thì sang tuần tới cái mốc 4250 khả năng là giá thép sẽ vượt qua cái ngưỡng này điều đó nó sẽ có những cái tác động tích cực nhất định lên nhóm ngành thép đồng thời thì chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đang có một gói hỗ trợ khoảng 120.000 tỷ dành cho cái gói nhà ở xã hội tức là gọi là bất động sản dân cư thì khi nào đó là bất động sản dân cư thì chúng ta xây rất là nhiều các cái chung cư nhà cửa thì nó sẽ tiêu tốn một lượng thép tương đối và đấy cũng sẽ là những yếu tố tích cực mà đã sẽ tác động lên cổ phiếu thép và đầu tư công tất nhiên tỷ trọng nhóm thép ở trong đầu tư công nó không lớn chính vậy nên là nó cũng không quá là nhiều tất nhưng mà nó cũng là một trong những cái thông tin tích cực để giúp cho nhóm thép có những cái nhịp phục hồi thì trong khoảng 3 bản tin tuần gần ở đây thì có phân tích và có đánh giá cho các anh chị một cái một cái xu hướng của nhóm thép đó, đó một hướng của nhóm thép. Ví dụ ở các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần video số ờ uh, từ khoảng từ đầu tháng 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 mùng 1, mùng 9, mùng 9 tháng 1 đi. Thì khi đó Hòa Phát nó đang nằm ở khoảng quanh vùng 19 19.7. Đó, thì đầu tiên từ cái vùng 19.7 này test cũng thành công và chúng ta đã đưa target 1 lên khoảng quanh vùng 22 đến khoảng vùng 2.5. Sau đó nó tiếp tục chỉnh cung và tiếp tục uh, hướng về cái vùng 22 đến vùng 2.5. Như vậy trong ngắn hạn thì uh, đối với nhóm thép chúng ta uh, có đã hình thành một cái ngưỡng kháng cự tương đối là mạnh, đồng thời nó cũng hình thành một cái ngưỡng hỗ trợ tương đối là mạnh uh, ở đây. Thì các anh chị là sẽ chúng ta sẽ căn uh, chúng ta đang cầm cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn thì chúng ta sẽ căn ở vùng hỗ trợ chúng ta cân và lên đến vùng kháng cự chúng ta bán. Ví dụ vùng 19.7 ở trong tuần uh, cách đây khoảng 2 tuần giao dịch thì nó đã có hai lần test và đến tuần này thì Uh, theo phân tích dự báo đúng không? Đầu tiên là cổ phiếu Hòa Phát sẽ test về vùng 20.4 và sau đó sẽ là khoảng vùng 19.7 đến vùng 19.9. Thì các anh chị nhìn thấy đây đó là uh, nó đã có những cái cây nến test khá sát với cái vùng hỗ trợ hai. Nó có một nhịp hồi, uh, nhịp hồi này thì uh, thị trường đã tương đối là xấu ở trong những phiên kết tuần, trong phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu chính vậy nên là uh, Hòa Phát lại tiếp tục quay trở lại kiểm định lại vùng 20.4 uh, đóng cửa vùng 20.35. À, nhìn trên thiên hướng kỹ thuật, nhìn trên thiên hướng kỹ thuật như vậy là tuần tới khả năng thì uh, chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 20.4 bởi vì uh, nó test 1/2 cái cây nến ở đây nó là tích cực. Đó nên, nên khả năng là tuần tới nó sẽ vòng vo quanh vùng 20.3 20.4 và tại vùng này thì uh, chúng ta sẽ đánh giá thêm cái thiên hướng kỹ thuật của uh, cổ phiếu Hòa Phát Ờ à, tất nhiên cũng có thể là trong trường hợp nó có những cây nến như này các anh chị này nó nó rút chân lên thì nó vẫn là vùng 20.4 nhưng nó có những cái mút nến test sâu ở trong phiên thì vùng 19.7 vẫn là vùng hỗ trợ của Hòa Phát cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu Nam Kim à, dự kiến trong tuần chỉnh về vùng 14.5 và sâu hơn thì là vùng 13.4 nhưng trên thực tế thì nó về được đến vùng 14 thôi và nó bắt đầu có những cái điểm lấp lại tương đối là khỏe. Và đối với Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy Có một cái vùng kháng cự đây 15.5, 16 Tuần giao dịch cũ thì người ta cũng nói đến vùng 15.5, đến vùng 16 và đến tuần này Thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng đã đẩy được lên đến vùng 15.5, đến uh, trên vùng 16 cộng Và kết phiên thì nó ở 15.3 Tức là nó không giữ được cao nhất với lực chốt tương đối là mạnh Tất nhiên là áp lực bán của phiên ngày hôm nay thì nó tương đối là lớn ở cuối phiên Chính vậy nên là gần như mặt bằng tất cả các mã cổ phiếu đều chỉ giảm theo cái xu hướng chung của thị trường À, nhìn về thiên hướng kỹ thuật thì Nam Kim nó vẫn đang tương đối là khỏe hơn so với các nhóm ngành khác các anh chị nhá. Và như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải ở khoảng quanh vùng 15. À, rồi sau đó lại hướng lại vùng 15.5 đến vùng 16 và trong cái thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng uh, Nam Kim có thể đi được ở trong sideways ở trong biên này. À, chờ đến lúc mà cái thiên hướng thị trường nó tích cực và dòng tiền bắt đầu đánh chung cả thị trường thì cái đó chúng ta mới tính toán một cái sóng dài hơn. Ở trong thời điểm ngắn hạn các anh chị lưu ý là chúng ta chỉ đánh được sóng ngắn thôi và chúng ta không thể đánh được sóng dài. Bởi vì thị trường của chúng ta đánh rất là khó chịu ở góc độ về phái sinh. <laughs> Đối với Hoa Sen, vùng dự chỉnh cung tuần chúng ta phân tích rồi 149 và điểm thứ hai đó là điểm 14 đến 143. Thì trong tuần vừa qua là nó đã về đến vùng 143 và sau đó thì nó có một nhịp long nhẹ và nhịp long này thì nó cũng đã đưa cổ phiếu Hoa Sen về quay trở lại về vùng kháng cự ngắn đó là vùng đó là vùng 16 3 16 16 3 như vậy trong ngắn hạn thì anh chị em của chúng ta cũng thấy rằng là ở Hoa Sen đã có một cái vùng hỗ trợ đây cái chính là cái vùng chặn lại ở đây đó chính là vùng 13 13 2 rất là khỏe ở trong hai tuần gần đây thì nó về quanh vùng 14 14 3 và có các nhịp hồi lâu ngắn như vậy thì chúng ta đang cầm vị thế của Hoa Sen thì chúng ta sẽ tận dụng những cái nhịp chỉnh cung chúng ta bắt ở những cái vùng hỗ trợ sát ở đây và lên đến cái vùng kháng cự chúng ta bán bớt đi à, nhìn về mặt thiên hướng như thế này thì khả năng tuần tới hoa sen sẽ test lại ở đây nó sẽ chém 1 phần 2 cung tức là khoảng vùng 14 9 đến khoảng vùng 15 2 15 2 15 1 thì ở đây nói chung là như vậy nó sẽ lấp lại cái 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 đường xanh này và lấp xong ở đây chúng ta sẽ tiếp tục phân tích để chúng ta đánh giá xem cái khả năng mà nó có có hình thành tiếp tục hình thành được một cái uptrend để nó đi lên tiếp hay không thì uh, phụ thuộc vào cái tín hiệu kỹ thuật của tuần giao dịch mới. Ở uh, VGS nhìn chung ở trong tuần uh, thì cũng không có nhiều yếu tố đột biến, 11 6 12 vẫn đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của cổ phiếu này và uh, vùng kháng cự ngắn ở đây thì các anh chị cứ đặt target ở khoảng vùng 13.5 đến khoảng vùng 14 là hợp lý. Ok, uh, nhóm này tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích vật liệu phục vụ cho đầu tư công thì có giới thiệu cho các anh chị ba mã cổ phiếu và hiện tại thì cái trang kỹ thuật của nó vẫn đang tương đối là tốt. Uh, đối với KSB uh, có hai target kỹ thuật, vùng 26 và target kỹ thuật ở vùng 28 thì hiện tại là sau những cái tuần chiến đấu miệt mài thì vùng 26 là đã hai lần đạt được rồi. Còn vùng 28 thì chưa và đồng thời thì chúng ta cũng có ba cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ là tốt của cổ phiếu KSB ở vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất đó là quanh vùng 23 vùng thứ hai là đây đó để sẵn ở đây rồi vùng 22 và vùng thứ ba đó là vùng 20.6 thì trong tuần vừa qua là nó về đến hỗ trợ kỹ thuật một và nó bật lên hai cái nến test như thế này là tích cực như vậy tuần tới các anh chị quan sát thêm biên hỗ trợ 23.5 đến khoảng vùng 24 Ờ, tích lũy ổn định ở vùng này thì chúng ta sẽ ngắm tiếp tục uh, chúng ta sẽ tiếp tục ngắm nhịp này KSB sẽ lên lại vùng 26 lần thứ ba như vậy là chúng ta uh, có vùng hỗ trợ và vùng kháng cự để cho các anh chị chiến đấu. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu PLC, uh, con này là trùm của đầu tư công. Nó, nó chuyên về cái nhựa thảm rải đường các anh chị, trên các cái đường thảm và uh, chúng ta thấy rằng là năm 2023 thì chính phủ đã ưu tiên tương đối nhiều cho các cái dự án hạ tầng, kỹ thuật và giao thông ở đầu tư công đó chính là lý do mà PLC hiện tại vẫn nó vẫn đang nằm một uptrend và cái lực bắt của PLC hiện tại vẫn đang tương đối là tốt à, đối với PLC trong tuần chúng ta có phân tích hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật vùng thứ nhất đó là khoảng quanh vùng 30 và trong tuần thì nó về một cái biên tương đối đẹp ở vùng 29 hai vùng 30 và vùng chỉnh cung kỹ thuật thứ hai là quanh vùng 28 và hiện tại thì PLC vẫn đang là một uptrend và uptrend của PLC nó xây tương đối là đẹp Bản thân thì PLC cũng đã có phân tích trong những cái tuần giao dịch trước đây để cho các anh chị cầm nắm và các anh chị có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta cầm để chúng ta mua thêm. Như vậy là tuần vừa qua thì có điểm mua ở quanh vùng 292 đến khoảng vùng 30 và hiện tại thì nó đang tiếp tục công cái vùng cản ở đây là vùng cản kỹ thuật dự kiến ở khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36. Nhịp này thì tương đối đẹp, nhìn chung là PLC nó vẫn đang khỏe và rất khỏe so với thị trường chung ở thời điểm hiện tại. BCC là một mã cổ phiếu thứ ba trong cái hệ uh, vật liệu phục vụ đầu tư công, mình có phân tích cho anh chị rồi. Thì um, đối với BCC có hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật, vùng thứ nhất đó là vùng 11.3 và vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ hai là vùng 10.6 đến vùng 11. Trong tuần vừa qua thì hai lần cổ phiếu BCC về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và uh, cả hai lần đó thì nó đều giữ được và có cái lực uh, lực long quay trở lại như vậy, đó là một tín hiệu rất là tích cực của cổ phiếu. À, ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là cái vùng kháng cự 12 này thì nó đã xiên uh, 3 lần. Lần thứ nhất, đây là lần thứ hai và đây uh, phiên ngày hôm nay nó tiếp tục đạt lên vùng 12 và nó bị chốt ngắn ở cuối phiên. Uh, nhìn về lực, về xu hướng thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ngắm lên cản 13 ở nhịp này, thậm chí là cản 14. Và BCC cũng là một cái mã cổ phiếu rất hay, phục vụ cho ngành đầu tư cận, đầu, vật liệu đầu tư công. Còn HT1 thì cũng không có phân tích đầu tư uh, trong cái nhịp uh, gọi là không bắt được nó từ đầu. Chính vậy nên là hùng không có phân tích nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì HT1 nó vẫn đang có một cái sự vận động tương đối là tốt các anh chị vận động tương đối tốt chính vậy nên là các anh chị nào mà chúng ta đang cầm thì chúng ta tiếp tục cầm và chúng ta có thể canh ở đây này ở đây là vùng 14 vùng 14 rất là đẹp nó đã có ba ba nhịp test ở nó đã có ba lần test đó một này và lần thứ hai và khả năng tuần tới thì nó sẽ có thêm lần thứ ba ba lần test không thủng ở đây và lực cầu thì hiện tại là chúng ta nhìn thấy rằng lực cầu đang vượt lại khoảng tầm độ một triệu rưỡi đến khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi trên một phiên như vậy đó là tín hiệu khá là tích cực và với một cái hình giải quạt ba lần test ở trên vùng 14 14 2 và hiện tại thì nó đóng khá là tốt phiên ngày này hôm nay nó cũng đóng trên vùng 14.5 như vậy đó tín hiệu kỹ thuật rất là tốt và anh chị có thể mua đó, mua và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm Nếu như uh, xem về trên cái cách vận động của trang kỹ thuật Thì nhịp này có thể hướng về vùng 17.5 uh, Vùng này có thể hướng về cái nhịp khoảng 17 đến khoảng vùng 17.5 Và về đến đây thì khả năng nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp rung lắc nào về mặt kỹ thuật ở đó Như vậy chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp ngắn để chúng ta đánh Và hệ sinh thái đầu tư công hiện tại vẫn đang tương đối là tốt Uh, tiếp theo uh, nhóm ngành thứ năm đó là nhóm đầu tư công uh, các công ty xây dựng nó có các cái hoạt động uh, liên quan đến hoạt động đầu tư công thì chúng ta phân tích uh, 5 mã cổ phiếu gồm có mã cổ phiếu VCG thì trong tuần vừa qua dự chỉnh kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 19 thì nó đã về đây các anh chị quanh vùng 19 có lực bật lên và hiện tại cây nến uh, kết tuần thì nó đang lấp lại 1 phần hai một phần hai cây nến uh, cây nến của ngày thứ năm nhìn chung thì cái sự lấp như thế này thì nó không không thực sự là happy lắm nó lấp xong và nó phải kéo lên thì đấy mới là một cái tín hiệu tích cực còn nếu nó lấp xong và nó vẫn nằm lửng lơ ở khoảng 1 phần hai đến khoảng 1 phần ba thân nến của cây nến xanh của ngày thứ năm và ngày thứ tư thì như vậy là cái quả bóng nó sẽ bị đẩy sang tuần giao dịch tiếp theo các anh chị quả bóng nó sẽ đẩy theo tình trạng tiếp theo và như vậy đối với VCG tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm vùng hỗ trợ kỹ thuật 19 tháng 7 trong trường hợp mà 19 tháng 7 mà không công lại được thì như vậy là lại về lại vùng 19 để test lại cái đáy hỗ trợ này lần thứ hai À, mà cổ phiếu thứ hai đó là FCN FCN hôm nay cũng không chịu được nhiệt có những cái thời điểm mà nó đã trụ tương đối tốt ở trên vùng 11 11 2 ở ờ, những cái phiên thì nó đóng ở mùng 10.8 như vậy nó cũng cho thấy rằng là cái lực cầu nó đã bị suy yếu đi tương đối là nhiều đối với FCN. Như vậy tuần tới thì lại phải ngắm lại vùng 10.7 và thậm chí điểm sâu hơn đó là sẽ là vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 để kiểm tra lại cung cầu kỹ thuật ở đây một lần nữa trước khi mà nó có những cái nhịp đánh tiếp theo. Xenon uh, C4, Xenon có 4 thì hiện tại đang tương đối là tốt. Uh, đây chúng ta có vùng kháng cự của nó đây, vùng 12.5 đến khoảng vùng uh, 12.5 đến khoảng vùng 12.9, 12.5, 12, .9, 12, 12 .9 và hai lần và đây là lần thứ ba. Thì uh, trên cái thiên hướng kỹ thuật thì khả năng uh, tuần uh, các cái tuần giao dịch tiếp theo thì C4G chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là sẽ đánh lại vùng 12.5 đến vùng 12 .9. À, trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì uh, trong tuần thì C4G cũng đã chỉnh cung về vùng 10.8 đến vùng 11 uh, thấp hơn một tí thì có vùng 10.6 nhưng mà nói chung là vùng 10.8 chúng ta bắt quanh vùng 10.8 như vậy cũng khá là sát về mặt hỗ trợ rồi um, cây nến bật lên và hai cây nến test hai cây nến test này thì tương đối tích cực ngày hôm nay nó có thời điểm nó đánh lên được vùng 11.5 nhưng mà không giữ được cái giá cao nhất như vậy là hơi tiếc một tí Cả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục tích lũy ở trên vùng 11 cộng và kỳ vọng sẽ ngắm lại vùng 12 năm đến khoảng vùng 12 9 ở nhịp này. LCG trong tuần uh, tương đối là khỏe sau một cái nhịp test công kỹ thuật mà chúng ta đã có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 11 2 11 năm có lực long và cây hai cây nến test. Ở uh, nến ngày hôm nay mà mà được mà nó đóng được khoảng tầm trên 12.4 thì là đẹp. Nhưng mà đóng trên 12 cộng thì tạm tạm ổn thôi, cũng chưa đẹp lắm à, nhìn chung thì khả năng tuần tới à, với cái tín hiệu kỹ thuật của LCG thì hoàn toàn có thể ngắm lại cản 13 13 3 À, G36 đã phân tích cho các anh chị rồi à, Trong ngắn hạn ở đây G36 có một vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây này Vùng 63, 65 à, Và vùng kháng cự ở vùng 8 à, Biên cộng trừ 25% Từ hỗ trợ lên đến kháng cự đó Tùy cái, cái biên đó để các anh chị có thể thu gom Và chúng ta đánh ở trong một cái nhịp ngắn À, tuần vừa qua nó cũng chỉnh cung chỉnh về 7 sau đó có vùng 6.7 khả năng tuần tới thì đây 63 65 67 đấy sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà cổ phiếu này sẽ quay trở về test có mua thì sẽ mua ở hỗ trợ và khi cổ phiếu hồi lên các anh chị canh bán. À, nhóm ngành thứ sáu chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành dầu khí thì đối với nhóm ngành dầu khí thì chúng ta cũng đã có một cái hành trình phân tích tương đối dài với những mã cổ phiếu và với những cái điểm mua khá là thấp ở trong các tuần giao dịch trước đây. Hiện tại thì chúng ta có thể ngắm qua cái uh, cái cái xu hướng của VKTI ở đó, nó có cái hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 2.5 đến khoảng vùng 73, 74 và vùng kháng cự ngắn ở đây là khoảng vùng 80 đến khoảng vùng 82.3 đó là vùng kháng cự ngắn. Và hiện tại thì dầu đang đi sideways ở trong cái vùng này. Và sau cái vùng sideways đó thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu tích cực hơn hoặc là những cái tín hiệu như thế nào đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. À, dựa trên cái vòng quay của của P của của VKT như vậy thì nhóm P nó cũng sẽ có những cái nhịp sóng tăng giảm đan xen theo cái sự chu kỳ của VKT. À, nên các anh chị uh, lưu ý là chúng ta sẽ uh, nắm thêm cái việc đó để chúng ta phân tích vào năm uh, cái mã cổ phiếu uh, rất là chiến lược của nhóm P. Thì uh, đối với mã cổ phiếu đầu tiên đó là Pelix thì hiện tại đối với Pelix là chúng ta đã đạt được mắc target 40 trên 40. Và sau cái Mark Target đó thì PLX đang sideways đi ngang ở trong một cái vùng Đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 3637 và vùng kháng cự vẫn ở vùng 40 Thì đối với các tài khoản cầm, Hùng lưu ý như vậy các tài khoản đang cầm PLX thì những cái vùng đặt có thể đặt chờ trong phiên ở vùng 37 36.5, 36 để chúng ta mua và trong phiên có thể là trong phiên nó hồi luôn ví dụ trong phiên này các anh chị Các anh chị có thể hoàn toàn lướt T0 được Đó và trong phiên nó rút lên 38.839 luôn Từ vùng 36 Uh, 36.5 và rút lên 39 luôn Như vậy là cũng ăn được khoảng tầm 2.000 trên một cổ phiếu như vậy cũng rất là tươm uh, Ngắn hạn thì chúng ta vẫn như vậy thôi uh, Không có gì thay đổi đối với P Đấy. PBS trong tuần uh, dự chỉnh uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 24.3 đến vùng 25 Và cây nến ngày thứ hai thì nó về đến vùng 25 và nó kéo lên cây nến này là cây nến đều của anh chị nhé không có giá sâu hướng như này đâu đấy là cây nến đều trên sàn hdx thì thường thường hay có những cái kiểu kiểu nến như này Uh, nhìn chung thì PVS thì hiện tại thì cái xu hướng vẫn đang tương đối là tích cực hơn cả với thị trường đó là gì tín hiệu ít nhất là tín hiệu đường MACD nó đang xanh đó, thì tuần tới khả năng chỉnh cung về 26 đó, 26 mà không trụ được thì lại nháp lại ở đây là vùng 25 4 đó, vùng 25 4 đó là vùng mà chúng ta đã có phân tích ở đây Đấy, nhà cung thì nhà về hai điểm này rồi chúng ta sẽ đi phân tích tiếp và vùng kháng cự của PVS các anh chị lưu ý Ở trong nhịp này thì chúng ta đã nói đến vùng 28.5, 27.5 đến vùng 28.5 Ở ờ, cổ phiếu PVD Ở đây trong tuần thì cũng đã có dự kiến chỉnh cung Các anh chị dự kiến chỉnh cung ở biên hỗ trợ kỹ thuật ở biên 19.8 đến biên 23 Và cây nến ngày thứ hai thì nó về đến giá sâu nhất Đó là đến giá 20.25 tức là xích xoát ở biên trên 20.3 và nó có lực phục hồi đi lên ở trong ngắn hạn thì các anh chị lưu ý đối với PVD chúng ta có vùng kháng cự kỹ thuật ở đây đó là vùng 23.3 đến vùng 27 đến 23.3 cái này chúng ta đã có phân tích ở trong tuần cũ rồi ờ, sau một cây nến long uh, cứ tạm gọi một nhịp long khá đẹp đi thì PVD đang test cung như này là đẹp như vậy tuần tới thì khả năng uh, cái điểm test cung kỹ thuật của nó sẽ nằm ở khoảng vùng 21 đến vùng 21.4 và tại đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm uh, cái khả năng tích lũy và uh, tạo nền đi lên BSR trong nhịp này không có nhiều thay đổi đâu các anh chị về cơ bản vùng hỗ trợ kỹ thuật chúng ta phân tích ở đây 15 15 4 đây 15 4 đây và vùng kháng cự ngắn của chúng ta ở đây đó là vùng 16 7 đến vùng 17 phiên ngày hôm nay chạm 16 7 nhưng mà không bứt được và hình thành một cái cây nến tạm gọi là cây nến nến doji đi cái này gần gần sát doji không có bóng dưới bóng trên tương đối là dài cho thấy là Uh, cái 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 đội sọt đã đã giành vị thế ở trong những phút cuối. Đó. Thì uh, với tín hiệu này thì khả năng tuần tới thì BSR nó sẽ tiếp tục lấp lại vùng 167 thôi. Còn uh, cái kháng cự ngắn ở đây là quanh vùng 174. Thì uh, nói chung là đánh đánh ngắn thôi các anh chị, uh, ngắn ngắn những nhịp như vậy rồi uh, các anh chị có thể uh, canh thu gom hoặc là uh, canh đảo hàng ở quanh một cái vùng kháng cự ngắn. Chứ còn uh, bây giờ để mà kiếm sóng dài thì nó hơi khó. Đấy ví dụ như oil như vậy thôi Ở đây vùng hỗ trợ kỹ thuật này Quanh vùng 86, 87 và lên đến kháng cự ngắn là khoảng 98 đến vùng 10 Đây cũng như vậy đánh được một nhịp từ 8 lên đến khoảng tầm quanh 95, 96 ờ, à, Rồi cái nhịp này loanh quanh ở quanh vùng 8.6 cộng trừ một tí tẹo Rồi cũng loanh quanh lên được khoảng vùng 95, 96 ở đây Đó kiểu kiểu như vậy thôi thì chúng ta tạm thời chúng ta đảo ngắn ở trong những nhịp như vậy. Rồi cái xu hướng thị trường nó tốt hơn, nó tích cực hơn. À rồi, uh, POVK thực ra con POVK này nó nằm ở trong cái ngành ngành điện thì nó đúng hơn. Nhưng mà thôi thì cứ tạm thời phân tích vào đây. Thì đối với POVK ở đây này các anh chị trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng nói rồi, tám đến vùng 12 là hỗ trợ và vùng kháng cự ngắn đang là 12.5. Hiện tại thì POVK đã có khoảng 123 và đây là lần thứ tư POVK công vùng kháng cự 12.5. năm. Uh, nhưng công không thành. Điểm công này thì như vậy là ngày hôm qua được bao nhiêu thì ngày hôm nay đã trả hết nên là khả năng khi cái, cái xu hướng về mặt thiên hướng kỹ thuật là tuần tới lại kiểm tra lại vùng hỗ trợ dưới và lại tiếp tục công cả như vậy thì các anh chị đánh t0 đó, t1 thì ở hỗ trợ ở đây mua và lên đến cái vùng kháng cự 12 năm 12 bảy chỉ có thể canh ta bán ra à, nhóm ngành thứ bảy chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành banh banh là một trong những cái trụ lực của thị trường và à, hiện tại à, nó cũng đang đánh hơi áo nghẹo Chính vậy nên là thị trường của chúng ta cũng không có những cái bộ trụ lực để mà giúp cho thị trường có những cái nhịp phục hồi chắc chắn Thì đối với việc công banh trong khoảng tuần video số 160 cho đến thời 63 đi cho đến thời điểm hiện tại thì nó đang đi ngang Và cái vùng đi ngang của nó uh, quanh vùng 90 đến khoảng vùng 95 và bám biên 92 uh, tương đối là tốt Cây nến kết tuần này nó tụt khỏi 92 nhưng khả năng tuần tới thì nó lại làm cây nến thì nó lại lên 92 thôi con này thì nó như vậy. Nhưng chúng ta lưu ý là cái tín hiệu đường mã CD trong cái khoảng thời gian mà nó đi sideways đi ngang như vậy á thì chúng ta thấy rằng nhỉ, đường mã CD đang đỏ. Đó, đường mã CD đang đỏ. Ờ, thì nó chỉ đi ngang hoặc là chỉnh giảm thôi, còn nó chưa thể bứt phá đi lên được. Còn đây, cái giai đoạn này các anh chị nhìn thấy đấy Khi mà nó ở khoảng 78 đến vùng 80 thì tín hiệu đường mát xanh nên nó có tín hiệu vừa tích lũy vừa đi lên. Đó. Nói chung là anh cảo về công banh chúng ta phải lưu ý bởi vì thằng này mà nó chỉnh cung thì cái đó nó sẽ gây rất nhiều những cái áp lực lên cho thị trường chung. ở BIDV ở trong tuần vừa qua thì cái nhịp chỉnh cung của BIDV khá là tốt chỉnh về quanh 44 và có lực long ngắn. Ở phiên ngày hôm nay thì có test về và có rút chân lên như vậy khả năng tuần tới thì BIDV có khả quan là sẽ kéo lại vùng 4748 thế vào vùng 50 à, ờ, như vậy hiện tại thì biết đó, các anh chị lưu ý là chúng ta nếu cầm thì chúng ta đánh ở trong nhịp ngắn ví dụ hỗ trợ quanh 44 thì mua và lên được đây quanh 47 48 thì bán đi rồi sau đó có thể nó sẽ chỉnh cung đó, nó đó chỉnh cung về lại 44 hoặc là về lại vùng 41.5 đến vùng 42 thì các anh chị lại đảo ở đây một ít và hồi phục lên thì chúng ta bán ra và lưu ý vùng chặn lãi ở khoảng 41.5 tức là khi mà nó vi phạm cái mốc 41.5 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta <laughs> tỉa nó đi kết thúc À, công thương như vậy công thương đã sau khi mà nó hoàn thành được cái vùng target 30 30.5 ở đây thì như vậy là nó đang có cái sự suy yếu nhất định các anh chị nhá tín hiệu đường MACD tính từ khoảng ngày khoảng ngày 31 tháng 1 cho đến thời điểm hiện tại là tín hiệu đường MACD chưa có xanh được tí nào à, điều đó cho thấy là cổ phiếu nó chỉ sẽ quay đi ngang và nó có những nhịp phục hồi ngắn và khi mà chính những cái tín hiệu đó như vậy thì cứ hồi lên kháng cự là các anh chị ở à, vùng quanh 30 30.5 kháng cự chúng ta nên canh chốt ở trong tuần vừa qua, công thương đã uh, quay trở lại 28, có vòng lên 28 nhưng cây kết tuần lại mất vùng 28, uh, vùng chặn lãi thì cũng đã nói ở đây rồi. Chúng ta lưu ý là vùng chặn lãi 28, tức là khi mà cổ phiếu bị mất vùng 28 thì nên chốt bớt đi. ngắn hạn tuần tới, uh, công thương sẽ ngắm lại vùng 26.7 đến khoảng vùng 27 tích lũy và sẽ tính toán tiếp. VBank trong tuần đã chỉnh cung và nhịp chỉnh cung ở đây. Uh, quanh vùng 16.5, 16.7 một lần, hai lần và có phục hồi lên và có quay trở lại như thế này thì xu hướng tuần tới lại 16.5, 16.7. MBB nhìn chung trong tuần cũng đã có chỉnh cung kỹ thuật về quanh hỗ trợ 16, 7, 17 có phục hồi lên nhưng cây nến hai cây nến kết tuần thì nó lại xấu nó lấp hết cái sự phục hồi đó nên tuần tới lại đó uh, 16, 7, 17 diễn lại <laughs> tại vùng này tích lũy được thì cái đó chúng ta sẽ tính toán thêm kịch bản sóng hồi còn hiện tại thì uh, tín hiệu đường CD thì cũng không có gì khởi sắc cả. Sau một cái nhịp mà uh, nó nắn nót để nó cố ở cái nhịp này để bật lên nhưng mà nó không bật nổi và sau đó thì nó lại tiếp tục quay trở lại cái xu hướng giảm giá. Uh, Techcombank cũng không có nhiều yếu tố đột biến ở trong tuần vừa qua. Dự chỉnh cung hai mục tiêu, một là quanh vùng 27 hai là quanh vùng 264 và trong tuần thì nó nhúi phát suy soát về đến vùng 25.5 đến vùng 26 hồi lên và cái đến cái tuần thì cũng không thực sự là đẹp nhìn tín hiệu này thì như vậy thôi tuần tới sẽ test lại cái mút nến này này 264 đó test vùng 264 mà, mà mà không giữ được thì sẽ vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 đây là ờ đây là hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta lưu ý đối với Techcombank tp TPBank ở à, trong tuần dự chỉnh ở vùng 22 23 23.3 27 đến vùng 23 và nó phục hồi lên và nó bắt đầu nó lấp lại như vậy tuần mới. À, tuần cũ thì đã chỉnh về vùng này rồi và tuần mới thì khả năng là cái vùng 227 đến vùng 23 sẽ tiếp tục uh, có cái vùng giá động. Gọi là vùng chỉnh cung. Ờ à, VIP test vùng 1 ở quanh vùng 20.7 nó khoảng vùng 21 có phục hồi lên tuy nhiên cây đến kết tuần thì nó lại hơi bị đuối ờ, chính vậy nên là khả năng với xu hướng hiện tại thì VIB uh, VIP sẽ tiếp tục quay trở lại đây vùng 19.8 đến khoảng vùng 23 của tuần giao dịch tiếp theo ở STB STB ở đây STB các anh chị lưu ý này thứ nhất là cái target mà nó đã đạt được thì nó là quá là viên nhãn rồi Thế còn ở trong cái thời điểm hiện tại Hùng à, có nói đến cái biên chặn lái ở vùng 24 Và đồng thời ở trong những cái tuần giao dịch gần đây thì Hùng nhận thấy rằng là, là STB nó đang đánh ở trong một cái biên hẹp ở trong một cái biên hẹp đó là biên hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 23-23.5 và tiếp tục đánh về vùng kháng cự 26-27 tức là vùng kháng cự đây thì cây nến này là cây nến đẩy lên và sau đó nó nhảy một tuần test và đây cũng là cây nến đẩy lên và cây nến này thì nó đang có xu hướng lấp lấp trở lại nên cũng không loại trừ cái khả năng đầu tuần tới thì STB nó sẽ gì ạ <laughs> nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung quay trở lại nên là các anh chị nào mà chúng ta đang cầm thì chúng ta lưu ý là vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể canh thu gom và lên đến những cái vùng kháng cự này thì chúng ta nên bán bớt đi để chúng ta phòng những cái rủi ro uh, liên việt postbank ở trong thời điểm hiện tại nó cũng đang đi ngang như là cổ phiếu stb uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây chúng ta có phân tích vùng mười năm ba mười và cái vùng biên kháng cự đây là mười bốn bảy như vậy các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp lo ngắn sọt ngắn để chúng ta mua ở những cái vị thế thấp và lên đến cái vùng kháng cự đó thì chúng ta nên đặt để chúng ta bán bớt đi khả năng tuần tới về nhìn về mặt xu hướng thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật mười lăm ba của cổ phiếu này shb chủ đạo đang bám biên ở quanh vùng 98 đến vùng 10 à, nhìn về thiên hướng kỹ thuật như này thì nó cũng chưa chưa, bật được cầu nó khoảng 5 triệu một phiên nó đang khá là xấu tín hiệu đường mã CD cũng xấu và tuần tới à, đây vùng 95 đến 97 là vùng mà các anh chị có thể lưu ý à, cổ phiếu có thể quay trở lại test ở vùng này và sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của Liên Việt Postbank ở vùng này ở nhóm ngành thứ 8 chúng ta phân tích ở đây đó là nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã ngành như sau Uh, nhóm ngành chứng khoán cũng là một nhóm ngành rất là quan trọng và nó cũng là trụ lực của thị trường và trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là uh, kể từ ngày đây ví dụ như các anh chị nhìn sang cổ phiếu VCI đi thì kể từ ngày uh, kể từ ngày mùng 1 tháng 2 cho đến thời điểm hiện tại thì uh, nó uh, tín hiệu đường mà CD vẫn nằm ở trong một cái uh, tín hiệu đỏ chính vậy nên là gì ạ? nên cổ phiếu rất khó để mà có những cái nhịp tăng dài nó có những nhịp phục hồi ngắn và những nhịp phục hồi này thì nó lại cần phải xác nhận lại và đây là những cái tín hiệu xác nhận của tuần vừa qua đó ờ, đối với VCI uh, VCI ở đây ngắm sơ sơ như này các anh chị vùng kháng cự 28 28.5 và vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở vùng 25 25.5 tuần vừa qua thì nó về vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn phục hồi nhưng à, hai cái nến kết tuần thì nó lại hỏng đi cho nên là lại lại ngắm lại vùng 25 25.5 cho tuần giao dịch mới Chúng ta không tạo lập được cổ phiếu, không tạo lập được thị trường nên là chúng ta chỉ đành chỉ phân tích theo những cái tín hiệu kỹ thuật của nó mà thôi SSI ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có nói đến 18, 18.5 trong tuần vừa qua thì nó về đến vùng 18.3 có lực bật long và cũng hoàn toàn tương tự như vậy à, Tuần tới khả năng nó sẽ quay trở lại vùng 18.3 à, Sâu hơn thì là vùng 18 <laughs> Để kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này à, HCM Trong tuần thì nó test lại hỗ trợ kỹ thuật vùng 23 Cũng là vùng chặn lãi của cổ phiếu Có bật lên nhưng mà uh, Nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi Nhóm chứng khoán thì vận động tương đối là giống nhau <laughs> Tuần tới thì nó sẽ tiếp tục uh, đánh giá lại quanh vùng 23 Và điểm xấu hơn ở đây quanh vùng 22 ở trong trường hợp nếu như nó bị mất vùng 22 thì đấy là một tín hiệu cực kỳ xấu các anh chị nhé Mất 23 thì đã xấu rồi nhưng mất 22 là cực kỳ xấu nên là các anh chị lưu ý <laughs> uh, Cổ phiếu VND dự kiến chỉnh cung ở đây 13.5 và tuần vừa qua thì nó cũng đã đi về 13.5 các anh chị thậm chí là có những thời điểm thấp hơn uh, nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật như này thì tuần tới sẽ test lại 13.5 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 13.13.13.3 13.5 SHS có phục hồi nhưng mà lực phục hồi cũng không thực sự là thuyết phục À, nhìn cách đi như thế này tuần tới 7.7 à, đến vùng 8 và vùng 8.3 tiếp tục tích lũy lại đối với mã cổ phiếu SSS. À, VX dự ở vùng 6.6 sau đó ở vùng 6.5 và biên sâu nhất là ở vùng 6.3 đây sẽ là những vùng tích lũy của VX ở trong nhịp này AGR thì cũng không có gì thay đổi quanh vùng 7.7 à quanh vùng 7.7 tiếp tục bám biên Uh, tuần tới cái điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở quanh vùng 7.5. Nhìn chung về nhóm chứng khoán thì uh, thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. ở uh, tuần tới thì nó sẽ quay trở lại test cung chỉnh nền ở tại một số các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để mà uh, chúng ta đánh giá cái khả năng tích lũy chịu tải của nó. Ok, còn thời gian thì cũng sẽ đi phân tích uh, nhanh một số uh, các cái nhóm ngành phụ để các anh chị nắm được. Nhóm ngành cao su đối với GVR, chúng ta view lại ở đây một tí. chúng ta nhìn thấy là sau một cái nhịp mà GVR rơi rất là mạnh thì hiện tại nó cũng đang hình thành được một cái uptrend. chúng ta tạm gọi là một cái uptrend ngắn. Và uptrend ngắn này thì cũng có phân tích cái vùng kháng cự 17 ở đây và duy nhất nó chỉ một lần đáp được lên 17 thôi và hai lần thì nó lên được vùng 16 và nó bắt đầu chỉnh cung. Đồng thời á, thì nó cũng đã hình thành được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.5 đến vùng 14 tương đối là tích cực và nó đi được xuyên suốt được từ tháng 12 cho đến tháng 5 à, tháng 2. Ở cho đến thời điểm hiện tại như vậy là nó cũng đi qua được 2 tháng nó không gãy cái vùng 13.5 đến vùng 14 như vậy là ở đây cũng là một cái yếu tố kỹ thuật mà để cho các anh chị có thể thu gom ở tại những cái vùng hỗ trợ ở đây thì cũng đang để là 14.14 cộng .14 trừ 0.3 thì đấy chính là cái biên mà các anh chị có thể ké ké để chúng ta thu gom GVR DRI là mã cổ phiếu thứ hai của nhóm ngành cao su thì đối với DRI chúng ta cũng ngắm ngắm như thế này tức là sau một cái giai đoạn nó rơi rất là mạnh thì hiện tại bây giờ nó cũng đang hình thành được một cái uh, cái áp chen nho nhỏ ở đây đó nó cũng đang hình thành được tạm gọi một cái áp chen nho nhỏ ở đây thế thì uh, cái áp chen này thì chúng ta có vùng kháng cự 8.3 lồng phân tích rồi hai lần công vùng 8.3 công không thành Đồng thời sau khi mà nó break này nó có vùng hỗ trợ 5.6, 5.6 đánh lên vùng 8.3 và nó bắt đầu nó tích lũy lại nền ở quanh vùng <laughs> quanh vùng 7 7.3 7.5 tương đối là đẹp. À, tất nhiên là tín hiệu hiện tại của đường MACD thì nó lại đang đỏ đấy các anh chị. À, khi mà tín hiệu đường MACD đỏ như này thì xu hướng thường thường là nó sẽ tích lũy. Và chúng ta sẽ chờ thời cơ, chờ đợi một cái ngày đẹp trời và cổ phiếu DRI nó sẽ đánh vượt thoát được vùng 8.3, 8.5 đó, Khi đó thì chúng ta sẽ nâng target về khoảng quanh vùng 10 Và đối với DRI thì chúng ta cứ gom chậm chậm à, từ từ Mã ngành thứ ba đó là DRC ở trong nhóm ngành cao su mà chúng ta có phân tích thì hoàn toàn tương tự như vậy. Hiện tại thì DRC nó cũng đang hình thành được một cái uptrend. Và sau một cái điểm mà nó đánh breakout lên được trên cái vùng 22 và nó đang có những cái nhịp test lại ở vùng 22. Thì ở đây là nhịp test thứ nhất đấy các anh chị, đây là nhịp test thứ nhất nó test về lại 22. 21.5 đến vùng 22 và đây là nhịp thứ hai. Nhịp thai nó đang test lại về vùng 21.5 đến vùng 22 và khả năng tuần tới nó sẽ là nhịp thứ ba. Sẽ là lần thứ ba mà nó sẽ tiếp tục quay trở lại về vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 để chúng ta kiểm định lại cái khả năng chịu tải vùng này. À, nói chung ở vùng hỗ trợ thì các anh chị có thu gom và đối với uh, DRC thì chúng ta nếu mà chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật tuần thì bây giờ nó cũng đang uh, bước vào một cái nhịp phục hồi và đối với DRC thì cái tính tạo lập của nó cũng tương đối là tốt các anh chị nhìn nhìn cái cách tạo lập của DRC như thế này là khá là tốt này nó nó cũng tăng được từ khoảng vùng 14 này 14 mà lên được khoảng vùng 32 cho 14 lên được 28 đi cũng là được khoảng tầm 100% trong một cái uptrend của nó. Như vậy là cái đội tạo lập của 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 DRC nó cũng đang tương tương đối là tốt. Như vậy nhịp này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng như vậy. À, thêm một nhóm ngành nữa thì chúng sẽ phân tích cho các anh chị nhóm ngành diệt may gồm mã cổ phiếu VGT. Thì đối với VGT nó cũng sau một cái chu trình giảm rất là dài thì VGT cũng bắt đầu hình thành được một cái diện một cái uptrend ngắn. Và uh, xuyên suốt từ khoảng uh, cũng từ tháng 12 cho đến thời điểm hiện tại đi. Uh, trước tháng 12 thì nó cũng đã xây được một cái nền ở quanh vùng uh, 10 đến khoảng vùng 10.3. Nó xây được cái nền này tương đối là đẹp và chúng ta có thể tính toán lên khoảng 10.5 đi, 10.5 cho nó đó. 10.3, 10.5, 10.4. Nó xây được cái nền này tương đối là đẹp và cái cản đầu tiên của VGT mà chúng ta đã có phân tích ở trong cái nhịp sóng này, từ vùng 10 mà nó sẽ đánh lên khoảng vùng 13 hai lần công 13 và 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 gì Nó nó công không thành. Thì lần thứ nhất, nhịp thứ nhất là nó đã quay trở về nó test lại. Ok anh chị, nhịp thứ nhất là nó đã quay trở lại test ở hỗ trợ này. 11.5 phân tích rồi. Và vùng này lên đến vùng 13 thì trong tuần trước nó cũng đã về vùng 11.5. À, tuy nhiên tuần này thì vùng 11.5 nó có vẻ là hơi đuối, hơi đuối rồi bởi vì là tín hiệu đường mã CD mà nó đang cắm như thế này theo đuổi Tất nhiên là lực cầu đang khá là thấp, điều này cũng là một trong những cái tín hiệu tương đối là tốt đối với mã cổ phiếu VGT. À, tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở khoảng quanh vùng 11, nhưng nếu trong trường hợp 11 mà 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 không trụ được các anh chị thì nhịp này nó sẽ quay trở lại về vùng 10 đến khoảng vùng 10.4. Hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý lại một tí như vậy. Và 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 khả năng cái vùng 10 đến vùng 10.4 sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là đắc lực uh, Cho cổ phiếu VGT ở trong kinh nhịp đánh này Đó thì uh, chờ thêm cái tín hiệu quanh vùng 11 các anh chị nhá TNG cũng đang khá là tốt uh, TNG cái mẫu hình vận động của TNG ở trong cái thời điểm tại đó là lực bắt Thứ nhất và sau đó nó chỉnh cung để nó rũ lại uh, tất cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám ở trong cái giai đoạn này và đến khoảng uh, tháng uh, 18 tháng 1, 18 tháng 1 thì lực cầu bắt đầu bắt tốt trở lại. Đó, vùng giá 14 14.5 canh gom và uh, trong tuần 165 66 thì cổ phiếu này đã đánh vượt thoát vùng 7.5. Hiện tại thì nó đang quay trở lại test thì đây là nhịp test thứ nhất và đây là nhịp test thứ hai khả năng tuần tới. Uh, tuần tới nhìn về thiên hướng như thế này thì nó sẽ test sâu sâu hơn một tí 16 đến khoảng 16 3 Nói chung khoảng quanh vùng 16 3 16 4 thì đó các anh chị rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục à, phân tích một cái một cái nhịp phục hồi ở đây và TNG thì chúng ta nhìn ở trên tổng quan cũng như vậy TNG khi mà tạo lập họ đánh thì họ đánh cũng một nhịp cũng khá là tốt và nhịp này ở trên cái trạc kỹ thuật tuần thì cũng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu tương đối là tích cực của TNG chính vậy nên đây sẽ là một cái nhịp mà chúng ta sẽ bắt đầu ở theo TNG từ đầu nhóm anh mía đường ta phân tích mã cổ phiếu SBT đấy FBT trên trạc kỹ thuật tuần sau một cái nhịp tăng tốt lên đến vùng 24 25 26 thì nó chỉnh cung và hiện tại thì nó cũng đang hình thành được một cái diện một cái phân kỳ tăng ngắn ở đây. Và trên tín hiệu đường MACD trên trạc tuần thì nó cũng đang có sự tín hiệu hết sức là lạc quan, hết sức là tích cực. Chính vậy nên là chúng ta tiếp tục theo dõi trên cái trang kỹ thuật của FPT. Ở trên góc độ kỹ thuật vùng 13 13.5 ở đây nó đã hình thành được một cái biên hỗ trợ tương đối là tốt từ tháng 12 và từ đó đến nay thì nó vẫn đang giữ tốt ở trên cái vùng này. Đồng thời thì nó cũng đang có những cái động thái để công cản 15-3, lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, lần thứ tư, tuần này, là lần thứ tư. Ở phiên ngày hôm nay thì nó đạp chung với cả thị trường thôi, nhưng đối với cổ phiếu SBT, các anh chị biên 14, cộng trừ 0.3, các anh chị thu gom. LSS thì đã phân tích rồi, phiên ngày hôm nay sàn, tạo lập nó đánh hơi dị, phiên ngày hôm qua trần, ở uh, hôm kia trần hay sao, uh, hôm kia trần xong neo lên vùng 8 và nó từ vùng 8 thì nó xả ở đây nó xả xuống như vậy thì ở đây là gì à, vùng 7 đến 7.1 đó là vùng thu gom an toàn vùng 8 đang là vùng kháng cự như vậy các anh chị hiểu được là à, cái vùng nào thì chúng ta nên mua cổ phiếu đúng không ạ và cái vùng nào thì chúng ta nên bán cổ phiếu ra trong ngắn hạn còn trong trường hợp nếu chúng ta cầm dài thì đối với lss á, thì quan điểm kỹ thuật cùng là lss khả năng nhịp này thì lss sẽ đi một cái trang kỹ thuật tương đối là dài và chúng ta phân tích ở đây Ở cái vùng 7 đang là cái vùng hỗ trợ thì ở đây như vậy Sau một cái nhịp đánh lên vùng 7 nó đi lừng khừng đó, Sau đó thì nó vút lên Và hiện tại ở đây thì nó cũng đang tích lũy ở cái biên 78 đó Nó hoàn toàn tương tự như bên kia thôi đó 78 nên này nó tích 78 thì nó chúng ta sẽ phải cần một cái cây đến tuần nào đó nó xác nhận một cái lực đánh đó, khỏe lên ở đây Nó đó xanh lên và như vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ nâng những cái target kỹ thuật của cổ phiếu này ví dụ lên tầm 10 và sau đó thì có thể ngắm lên vùng 12 đó là những cái vùng đánh mà LSS đánh trên những cái chạc kỹ thuật tuần rất là ok nhóm ngành nhựa nhóm ngành nhựa thì các anh chị lưu ý mã cổ phiếu bao na hiện tại đang đánh tương đối là tốt à, đối với bao na thì cái tính tạo lập của cổ phiếu này cũng đang là lịch sử về mà nói thì nó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu đánh rất là tương có những nhịp đánh từ vùng 8 mà lên đến tận vùng 24 Tức là chúng ta tính lên khoảng tầm vùng 20 đi Hoặc là ở à đấy Quanh vùng Thực ra cái nhịp này là nhịp nước rút Nhưng mà nếu mà tính đỉnh này Đỉnh này Tức là khoảng tầm 18.59 Thì từ 8 8 mà nhân 2 à, Lên 16 Tức là như vậy là Lên được đến vùng 16 Như vậy cũng đã rất là Tươm tất rồi đúng không anh chị Đấy Chưa kể là lên đến vùng 18, 19 Thì chúng ta không nói Và trong cái nhịp này thì Cổ phiếu Ba Na Nó cũng đang hình thành được một cái Cái nhịp đánh miếng đánh đầu tiên nó đánh đang khá là tốt này. Từ vùng 6 mà lên được đến vùng 9 rồi. Hiện tại ở đây á trong những cái tuần giao dịch gần đây thì chúng ta ngắm ở hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8 đến vùng 8.2 và sau khi nó bứt cản 8.5 thì nó đang có 3 lần 3 lần mà quay trở lại trả cung, lần thứ nhất đây. Lần thứ hai đây và khả năng tuần tới thì sẽ là lần thứ ba như vậy ba lần nó trả cung thì đây sẽ là những cái đối với bao na các anh chị đừng có mua mua xanh nha chúng ta canh những nhịp trả cung cho quanh 8.5 ví dụ như là nếu có thì sẽ là quanh vùng 7 à, vùng 8 đến vùng 8.2 đấy sẽ là những cái vùng chỉ cung kỹ thuật mà các anh chị thu gom Uh, chờ đợi thôi cái này thì chúng ta phải chờ đợi tín hiệu chung của cả thị trường thị trường mà tốt tích cực thì khi đó thì ba na sẽ bắt đầu bắt đầu hình hình thành một cái nhịp sóng tăng ở đây thì đấy sẽ là một cái nhịp sóng tăng tương đối là dài nó tích lũy dài thì nó cũng sẽ mở những cái sóng tăng rất là dài nhh ở đây thì chúng ta ngắm ở cái mô hình gọi là mô hình cốc tay cầm đi đó, sau một cái nhịp chỉnh rất là dài và cái tính tạo lập của nhh này trong lịch sử uh, cái gì mà ở trong quá khứ nó đã diễn ra ấy, thì thường thường ở trong tương lai nó cũng sẽ diễn ra đấy là cái quan điểm của hùng nó như thế không biết là đúng hay sai như thế nào thì hùng cũng không có biết nhh là đánh từ vùng 10 mà lên tận vùng 60 và sau một cái giai đoạn chỉnh rất là dài nó đạp hết rồi và về đến nói chung nhh về cũng về đến vùng 10 rồi và hiện tại thì nó đang gì ạ nó trên trả cái thuật tuần ấy, nó đang xây này đó anh chị nhìn thấy đây thì cái cái cốc nến thứ nhất là nó đang xây thứ hai cái miệng này, cái cốc ở đây và cái tay cầm của nó ở đây, thì tay cầm của nó ở đây thì nó ở vùng 12.6 đó và hiện tại thì cản 16.3, tức là nói chung là nôm na thì do thị trường cái này thì một phần cũng do thị trường chung thôi, thị trường chung nó đang khá là xấu nên là uh, cổ phiếu mà đánh mạnh thì khả năng nó đang khó nhưng mà uh, chúng ta cứ nhìn như này đi uh, chạm vùng 16.3 và nó chỉnh cung về khoảng quanh vùng uh, nó chỉnh cung về khoảng quanh vùng 12.6, 12.6 đến khoảng vùng 13 rồi sau đó thì nó có những cái uh, thời cơ để nó vượt thoát và nó thoát lên được vùng 10, uh, 16, 3, 16 năm lần thứ hai thì đây sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tuyệt vời để chúng ta sẽ ngắm lên những cái vùng target cao hơn của cổ phiếu này. Ok về mặt cổ phiếu tuần thì cũng sẽ dừng lại ở đây và các anh chị em nào mà chúng ta đang quan tâm đến những mã cổ phiếu khác chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dành thời gian của bản tin tuần cũng sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị. phần thứ hai thì chúng ta sẽ review lại cái kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua thì như bản tin tuần video số 166 sáu bản tin tuần video số 166 thì chúng ta đã có Uh, có phân tích uh, một số các cái yếu tố kỹ thuật trong đó thì chúng ta có dự báo dự báo về các mốc hỗ trợ kỹ thuật mà thị trường có thể quay trở lại chỉnh cung. Uh, thì đối với chỉ số VN30 ở vùng 1025 và khi vùng 1025 bị mất thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 1008 đến vùng 1010. Đó là trên kịch bản phân tích tuần đối với chỉ số phái sinh sẽ kiểm định lại mốc ở 1020 điểm và trong trường hợp nếu như mốc 1020 mà bị mất thì chúng ta sẽ hướng về vùng 1.000 đến vùng 1.000 1 1007 điểm và đối với Index thì chúng ta cũng sẽ dự báo test cung ở vùng 1025 trong trường hợp thủng vùng 1025 thì chúng ta sẽ ngắm xuống vùng 1020 và 1020 mà bị mất thì chúng ta sẽ ngắm xuống biên cuối cùng đó là biên 1008 đến 1010 thì chúng ta cùng nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua đầu tiên đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến chỉ số vn30 ở đây các anh chị thì đầu tiên vn30 sẽ kiểm định cái mốc 1025 thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó kiểm tra luôn và đến phiên giao dịch của và đúng trong phiên giao dịch ngày thứ hai luôn và ngày thứ ba thì nó tiếp tục kiểm định ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1008 đến vùng 1010 ở đây và đến và đây thì nó bắt đầu xuất hiện xuất hiện những cái lực long đó như vậy thì tạm thời như vậy trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích tuần thì chúng ta thấy rằng là vùng một linh tám đến vùng một một là hỗ trợ của vn ba à, mươi tương đối là tích cực ở trong những cái nhịp phân tích đầu tiên và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư đó thì nó cũng tiếp tục gì ạ ở phiên giao dịch ngày thứ ba thứ hai thứ ba thứ tư ngày thứ tư nó tiếp tục kiểm định lại vùng một tám và nó tiếp tục uh, xuất hiện một cái nhịp uh, long thứ hai đối với chỉ số vn ba mươi Uh, nhịp long này tương đối là tốt đó các anh chị Tương đối tốt uh, tuy nhiên là uh, Khi nó long lên được đến vùng 1040 thì nó lại gặp phải kháng cự và nó bắt đầu chỉnh cung uh, Nhịp chỉnh cung này thì Hùng lại tiếp tục phân tích lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1025 Đây test về 1025 ở đây các anh chị và khi bị đứt 1025 rồi uh, Thì nó lại quay trở về thôi nó lại về lại cái vùng 1007, 108 <laughs> và vùng 1010 Hiện tại uh, nến tuần của chúng ta đóng ở vùng 1013 ba à, như vậy à, với cái xu hướng kỹ thuật của chỉ số VN30 <laughs> như thế này nó là hơi đuối và hơi tiếc nuối một tí tức là khi mà nó cái cây nến giờ cái cây đến giờ nó đã có cái sự phục hồi khá là tích cực ở phiên ngày hôm nay và cái cung giờ từ 14 giờ đến đến kết phiên ấy mà nó thực sự nó tạo thành được một cây nến hammer phục hồi quay trở lại thì như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ uh, dễ dàng chúng ta nhận diện về xu hướng hơn. Còn với cái cách đi như thế này, tức là quả bóng nó lại bị đẩy sang tuần giao dịch tiếp theo. Đó, cái để thị trường nó đi như nào và nó uh, nó quyết định xu hướng như nào thì nó lại bị đẩy sang quả bóng nó sẽ bị đẩy sang tuần tiếp theo. Như vậy ở uh, đối với chỉ số VN30 tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm lại uh, vùng bảy điểm đến vùng 1010 và điểm sâu hơn sẽ là ở vùng 995 đến vùng 1000 điểm tạm thời thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường cần phải giữ được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này còn nếu như mà trong trường hợp mà chỉ số VN30 chúng ta bị đè gãy ở vùng 995 thì như vậy đó sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật mà không ai mong muốn. Bởi vì khi mà vùng 995 bị mất thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ đi về nơi rất là xa. Đó, như vậy là tín hiệu kỹ thuật nó sẽ nó sẽ khá là khó khăn. À, tuy nhiên là chúng ta sẽ chờ đợi thêm à, những cái góc độ tạo lập của thị trường tại cái vùng 1000 đến vùng bảy điểm ở đây. À, đối với chỉ số VN30 một à, m thì chúng ta cũng thấy rằng là à, nó sẽ kiểm định những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên. Đó, à, đầu tiên đó sẽ là vùng 1020 điểm ở đây. Thì cái gáp giảm trong phiên ngày thứ hai thì chúng ta không nói rồi, một phát là nó gãy luôn vùng 120 và nó sẽ đi về vùng 1007 đến vùng 1010 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ hai à, và sau đó nó có tín hiệu phục hồi ở đây, từ nói chung là một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần à, khi về đến cái vùng khá sát ở vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì diện à, chỉ số phái sinh của chúng ta đều có lực long chỉ số phái sinh của chúng ta đều có lực long tốt như vậy đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là ok đúng không anh chị và nó long về được đến cái vùng 1030, 1035, 1040 như vậy là nó lại chạm lại cái cản đấy này, này. Thì khi mà chúng ta phân tích ở bên này. Khi mà chúng ta phân tích ở bên này thì cái vùng 1025 điểm đến vùng 1030 điểm á là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì trong nhịp phục hồi lên khi chạm về đây thì nó lại vô hình dung nó lại trở thành cái vùng kháng cự bên này và các anh chị nhìn thấy là hai phiên kết tuần thì thị trường của chúng ta tương đối chật vật ở vùng 1030 điểm và phá sinh đã xuất hiện một cái lực sọt tương đối là mạnh à đây cái cây nến mà hồi phục ở đây này hơi tiếc nuối ở cây nến này sau nhịp phục hồi này và nó tạo thành một cái điểm long để cho vn30 và Phái sinh nó vượt thoát lên vùng 1030 cộng á thì như vậy tuần tới nó sẽ rất là đẹp nhưng mà nó đá kiểu này thì như vậy quả bóng nó sẽ bị đẩy sang cái tuần giao dịch tiếp theo à, đối với phái sinh tuần tới thì như vậy là vùng 1005 đến 1007 thì nó là đương nhiên rồi nhưng mà cái vùng thứ hai đó nó sẽ quay trở lại kiểm định ở vùng khoảng 995 đến khoảng vùng 1.000 điểm và cũng có thể cũng có thể là phái sinh sẽ phái sinh sẽ rơi về vùng 980 đến khoảng vùng 985 khả năng khả năng cao khả năng cao là 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 chúng ta cần phải dự báo một cái kịch bản nó bởi vì khi mà về đến vùng 995 mà nó không tích lũy được đó thì các anh chị chúng ta phải tính toán đến một cái kịch bản phá sinh nó sâu hơn ở trong nhịp này đó thì như vậy là vùng 1005 các anh chị nha xong đến vùng 995 đến vùng 1000 điểm và vùng 980 đến vùng 985 đó sẽ là những cái vùng mà À, chúng ta cần phải uh, tính toán đến các cái kịch bản mà phái sinh có thể quay trở lại đây ở uh, test cung kỹ thuật ở trong tuần giao dịch tiếp theo uh, đối với chỉ số index chỉ số index của chúng ta trong tuần thì cũng đã có phân tích ở ba góc độ thứ nhất đó là đầu tiên thì nó phải test về lại vùng 1025 thì cái gáp giảm ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó đã về đến ngay vùng 1025 và nó tiếp tục diện bị mất vùng 1025 sau những cái phút giao dịch đầu tiên thì nó sẽ quay về cái biên thứ hai đó là biên 1020 và các anh chị nhìn thấy đây đó là trong tuần thì cũng đã có phân tích thêm cái biên kẹp zip ở 1017 đến 1020 thì ở đây nó phục hồi ở đây nó phục hồi ở đây nó phục hồi như vậy là tạm thời trong tuần thì biên 1020 đang là cái vùng hỗ trợ tương đối là tốt và hiện tại đóng tuần thì nó vẫn đóng ở trên 1024.5 24.7 tức là khoảng quanh vùng 1025 điểm tức là ở si soát ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 1 Vùng hỗ trợ kỹ thuật 2 là ở 1020 và vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 ở vùng 1007 đến vùng 1010 thì hiện tại là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 chưa về đến nơi à, Tuy nhiên cái quả bóng như ông có phân tích ở đây quả bóng nó đá như thế này thì quả bóng nó hơi bị đuối à, nó hơi bị đuối một tí à, nên là cái xu hướng của tuần giao dịch mới thì nó sẽ bị đẩy sang tuần giao dịch tiếp theo để chúng ta mới có thể xác nhận được cái xu hướng của thị trường nó sẽ đi như thế nào Thì à, ở đây chúng ta sẽ nói đến vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 1017 đến 1020 1017, 1020 đây các anh chị Thì đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của index ở đây Tuần tới khả năng sẽ tiếp tục quay trở lại vùng này Và điểm thứ hai mà chúng ta sẽ nói đến đó là vùng 1007 đến vùng 1010 Ở trong tuần giao dịch tiếp theo tạm thời thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba chúng ta tạm thời chúng ta sẽ ngắm như vậy Còn đương nhiên trong kịch bản mà 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 xấu thị trường nó bị rơi hoặc bị vỡ khỏi những cái vùng đó Thì như vậy là chúng ta phải tính toán ở những cái Uh, tình huống nó 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 xấu hơn ví dụ như đấy của chúng ta vẫn là vùng 995 đến vùng 1.000 điểm ví dụ như vậy nó nó trùng nó song trùng với với chỉ số vn30 đó nhìn 995 95 vùng 1.000 điểm và sâu nhất ở trong nhịp hỗ trợ kỹ thuật ở trong nhịp này đó là vùng 980 980 đến vùng 985. Tất nhiên vùng này chưa tính toán đến. Và hiện tại uh, index tuần uh, tới thì cũng chỉ tính đến vùng 1 uh, đây, tức là chúng ta lại quay trở lại ba cái mốc hỗ trợ kỹ thuật 1025, 1020 và 1007 của tuần giao dịch cũ, video số 166. Để chúng ta nói về tuần video 167 đó thì tạm thời như vậy và chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba để chúng ta đánh giá. À, đấy là trên cái góc độ trạc kỹ thuật uh, M 5 thì hôm đó có một vài các cái phân tích định hướng cho anh chị như vậy và chúng ta cùng ngắm lại uh, chúng ta cùng ngắm lại đây trên trạc uh, kỹ thuật index giờ à, index index ngày xin lỗi nhà index ngày thì chúng ta nhìn thấy đây như vậy là gì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là uh, năm 2023 và năm 2024 sẽ là hai năm tương đối khó khăn của thị trường chứng khoán và năm 2023 thì đã đi qua. Và hiện tại, à xin lỗi cả nhà năm 2022 và năm 2023 sẽ được dự báo là hai năm khó khăn của thị trường chứng khoán thì năm 23 đã đi qua. Và hiện tại chúng ta bắt đầu đi uh, đi sang năm 2023 với những cái tuần giao dịch đầu tiên, với những cái tháng giao dịch đầu tiên và hiện tại là bây giờ đã là tháng 3. Ở uh, đây thì uh, chúng ta nhìn sơ sơ như thế này đi các anh chị để chúng ta có một vài cái góc nhìn thôi Góc nhìn này thì cũng nhìn sơ bộ như thế này gọi là góc nhìn về kênh xu hướng Thì ở đây uh, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật đối với chỉ số VN index ở vùng 980 đến vùng 985 uh, Và index của chúng ta đã tạo đáy uh, À xin lỗi cả nhà 980, 985 còn cái nhịp này là nó về đến 9, uh, Nhịp này nó sâu về đến 9, 900 à 900 Rồi nó phục hồi lên được vùng 1100 Nhịp này nó về đến 980 Thì nó phục hồi lên được uh, 1400 Thế còn cái nhịp này Cái nhịp này thì nó rơi về đâu Thì nó phục hồi về đâu Như vậy nếu như ở trên góc độ kỹ thuật tích cực Các anh chị tích cực ở đây Thì chúng ta sẽ nói đến uh, Index như Hùng đã có phân tích Đó là Index ở vùng 1017 điểm mà thậm chí ở đây chúng ta có thể tính toán cái điểm sâu nhất ở đây là 1015 điểm. Đấy, index ở vùng 1015 điểm ở trên chạc kỹ thuật ngày thì nó cũng sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng, rất là quan trọng để giúp cho à, chúng ta định lượng được cái thiên hướng kỹ thuật của à, của chỉ số này. Ví dụ trong trường hợp nếu như index của chúng ta mà về được đến vùng này và nó nâng đỡ ở đây. Ok anh chị, nâng đỡ tích lũy. Và theo quan điểm kỹ thuật cùng, lòng đã có phân tích ở đây là ba cây nến test sau cây nến của ngày thứ tư thì ngày thứ năm ngày thứ sáu và ngày thứ hai tuần tới sẽ xuất hiện thêm một cây nền test ở đây nữa và nó nâng đỡ được ở trên vùng 1015 đó nâng đỡ được trên vùng 1015 ở đây ví dụ đây nó chỉnh này đó và sau những cái điểm test công kỹ thuật nó nâng đỡ được ở trên vùng 1015 và và diện nó bắt đầu cái thiên hướng kỹ thuật phục hồi lo ở đây thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối tốt để giúp cho thị trường của chúng ta có một nhịp phục hồi ngắn để cho các anh chị có một cái nhịp trading ngắn đúng không ạ đó thì chúng ta nhìn ở trên góc độ là kênh hướng ở đây thì cái vùng à, 1015 điểm nó trở thành một cái vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng các anh chị đó và mong muốn là cái vùng này nó không bị mất chứ còn cái vùng này nó bị mất thì rất là mệt mỏi luôn vùng này bị mất thì gần như tập xác định là khả năng index sẽ rơi về vùng 980 rồi đó mà index rơi về vùng 980 mà loáng quáng mà ông lại lại làm một cây như thế này thì thôi thì coi như là thôi lại chúng ta lại gác kiếm đến khoảng tầm độ tháng 6 3 tháng tiếp theo không làm được cái gì cả đấy cứ khẳng định như thế luôn trong trường hợp nếu như mà mà index mà bị 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 đi theo cái kịch bản này thì gần như là ba ba tháng tiếp theo là chúng ta không làm được cái gì cả bởi vì như vậy là uh, nó đã hình thành nó bẻ nó nó phá vỡ mất cái kênh xu hướng các anh chị nó phá vỡ mất cái kênh xu hướng mà nó đang xây đấy cái kênh xu hướng mà nó đang xây đây đó các anh chị nó đang xây chạm đây bật lên đây thì chạm đây thì nó phải bật lên á nó phải bật lên khoảng uh, vùng một nghìn một trăm 50 tức là cái 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 nỗ lực ông đang nói với cái chị nhá ông đang nói về cái nỗ lực cách đi đó nỗ lực cách đi để nó đi tức là nó sẽ đi về được khoảng quanh vùng một một trong trường hợp nó tích lũy được cái nhịp này thì khả năng là nó sẽ đi theo cái mô hình này nhưng trong trường hợp mà vùng một không một năm bị mất và vùng chín bị mất thì gần như khoảng tầm 3 tháng tới tức là đến khoảng tầm tháng tháng sáu thì chúng ta không làm ăn được cái gì các anh chị coi như là chúng ta lại cắt kiếm và bởi vì nó đi như thế này thì thì nó lại thì nó lại đi theo cái kịch bản sóng giảm đó ở đây thì câu chuyện là cái bước sóng nào nó đi theo kịch bản nào thì cái tuần tới cũng là một cái tuần rất là quan trọng các anh chị và uh, chúng ta không tạo lập được thị trường uh, chính vậy nên là chúng ta đành phải chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của tạo lập của nhà tạo lập và chúng ta sẽ hành động nướng theo kịch bản tích cực ở vùng 1015 uh, thị trường tích lũy thêm khoảng phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba có tín hiệu long trở lại để Uh, sau đó thì nó sẽ chạm lại cái kênh xu hướng này và nó có thể có một cái nhịp chỉnh giảm nhẹ ở đây về khoảng quanh vùng uh, 1030 gì đây này. Rồi sau đó nó long lên về vùng 1015 thì đây là một cái kịch bản đẹp nhất. Đó, trong tháng 3, tháng 4 uh, chúng ta chờ đợi. Còn trong trường hợp nếu như mà cây nến test tích lũy của chúng ta bị mất ở vùng 1015 và uh, nó kéo theo ở nó thuộc 1015 sau đó nó rơi về vùng 980 đến vùng 985 điểm ở đây tám uh, 980 đến vùng uh, 9 90 điểm 990 đó nói chung là về đến vùng này tích lũy và về đến vùng này tích lũy mà không được nữa mà bị một cây nến hoặc là cây nến kết tuần mà nó xác nhận cái thiên hướng nó bị rời khỏi vùng 980 thì đấy là một kịch bản không ai mong muốn và tạm thời thì chúng ta đang đưa ra hai cái thiên hướng như vậy và thị trường đi theo cái thiên hướng nào uh, kịch bản nào thì chúng ta sẽ phải hành động theo cái thiên hướng đó các anh chị OK, bản tin tuần này đến đây là hết và ông Lê xin phép được tạm dừng tại đây. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.